Nạn nhân là Phạm Ngọc Nhi, 3 tuổi, là con của anh Phạm Ngọc Thi, quê ở Phú Thọ, là công nhân làm việc trong khu đô thị. Sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân. Trước đó vào chiều qua, vụ hỏa hoạn xảy ra tại đây đã làm sập đổ toàn bộ khu lán 2 tầng, nơi ở của hàng trăm công nhân đang thi công dự án khu đô thị mới An Hưng. Hơn 10 chiếc xe máy cùng toàn bộ đồ dùng, quần áo của công nhân cũng bị thiêu rụi. Mặc dù được thông báo là có một cháu bé mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn, nhưng cho đến tối qua, lực lượng chức năng không thể tìm thấy. Nhiều khả năng, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do chập điện trong lúc đun nấu và bắt cháy vào các vật dụng, tường vách xung quanh.